những cơn gió thổi lạnh người. Giật mình nhìn lịch tháng 10 rồi ư? Chặng đường 2024 cũng chỉ biết thốt hai từ quá nhanh. Chỉ còn 3 tháng mong manh là lại chuẩn bị hoàn thành một năm. 9 tháng đầy những khó khăn, đầy những mất mát, nhọc nhằn gian nan. Chỉ mong tháng 10 bước sang, mang theo hy vọng bình an tháng ngày. Cảnh báo chấn động, 5 ngày cực xấu trong tháng 10 âm lịch, Giáp Dần 1974 phải tuyệt đối chú ý, tránh được ắt đón phúc tránh họa, vận trình thăng hoa, gánh lộc về nhà, tiền vàng chất đầy két. Kính thưa quý anh chị, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, không phủ nhận người lương lẹo có đôi khi đầu đời khá nhàn nhã. Kẻ lắm mưu thì thỉnh thoảng giật được thành tựu vào mình. Người thủ đoạn thì cướp được công sức thiên hạ mà bồi đắp vào thân. Nhưng đấy chỉ là nhất thời, đường đời là một câu chuyện dài kỳ, thành công là một câu chuyện dài dòng. Ăn sổi ở thì chẳng mấy cũng gặp họa nhiều khi. Trên đường dẫn đến thành công, sẽ nhiều thử thách, lắm cám dỗ, lắm lúc long tham che mờ tâm trí. Khi đó hãy giữ vững cái tâm sáng của mình giữa dòng đời u ám. Hãy giữ và hãy hiểu, người có tâm có thể không phải là người đi xa nhất, nhưng sẽ là người được một thế bình an. Người đang làm thì có trời nhìn, trời đang nhìn tất có nhân quả hồi báo. Cứ chăm chỉ và nỗ lực, cứ bền chí và kiên tâm, thành công sẽ tới ở thời điểm tương xứng với tầm của Giáp Dần. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi số 1 phương Đông tiết lộ bí mật, trong tháng 10 âm lịch này, tuổi Giáp Dần biết được 4 dấu hiệu này, thì chứng minh đã đến lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang phú quý và hưng vượng. Thậm chí, người tuổi Giáp Dần sinh 1974 còn được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn. Trong tương lai có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Đặc biệt tử vi hé lộ, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 biết năm ngày đại kỵ xấu nhất trong vận trình tử vi tháng 10 âm năm 2024 được tiết lộ trong ngày hôm nay sẽ đổi vận phát tài giàu nhanh chóng mặt. Và chỉ cần tránh năm ngày này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két hết khổ đổi đời siêu giàu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình các phương diện, công việc sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo trong tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Dần 1974. Năm ngày xấu đại kỵ trong tháng 10 cụ thể là năm ngày nào, ngay trong video này quý anh chị nhé. Anh chị có biết không, ngoài kia không phải ai cũng có đủ tiền trang trải cuộc sống, có những anh chị tuổi Giáp Dần bước vào tuổi trung niên, nhưng vẫn cố gắng tầm tào làm việc, được đồng nào hay đồng ấy, để trang trải cuộc sống. Mỗi mảnh đời là mỗi câu chuyện khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng tất cả. Này anh chị tuổi Giáp Dần đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, thuộc mệnh đại khê thủy, nước suối lớn, là những người có tâm hồn sâu sắc và phong thái mạnh mẽ như dòng suối không ngừng chảy. Đến tuổi 50, họ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sống quý báu, có tầm nhìn và sự hiểu biết thấu đáo về cuộc đời. Người tuổi Giáp Dần thường được biết đến với tính cách dũng cảm, kiên cường và độc lập. Họ không ngại đối mặt với thử thách và luôn sẵn sàng tìm kiếm con đường riêng, mang trong mình bản lĩnh của loài hổ dũng mãnh. Với tư duy sắc bén và khả năng thích ứng cao, họ dễ dàng vượt qua khó khăn và không ngừng hoàn thiện bản thân. Người Giáp Dần thường rất quyết đoán và có lòng tự trọng cao. Họ không thích bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc và luôn muốn làm chủ cuộc sống của mình. Với sự thẳng thắn và trung thực, người tuổi này thu hút được nhiều bạn bè và đối tác đáng tin cậy. Tuy nhiên, đôi khi, sự thẳng thắn và quyết đoán của họ có thể gây hiểu lầm hoặc tạo nên khoảng cách với người xung quanh nếu không được thể hiện khéo léo. Trong sự nghiệp, người tuổi Giáp Dần thường tìm đến những lĩnh vực mà họ có thể thể hiện khả năng lãnh đạo và tư duy sáng tạo. Những công việc liên quan đến kinh doanh, quản lý hoặc các lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng đàm phán, thương lượng là phù hợp với họ. Họ có thể gặp phải nhiều thách thức và thăng trầm trong sự nghiệp, đặc biệt là giai đoạn đầu. Nhưng qua những lần vấp ngã, người tuổi Giáp Dần càng trưởng thành và biết cách xây dựng nền tảng vững chắc cho bản thân. Ở tuổi 50, nhiều người tuổi Giáp Dần đã có được sự ổn định trong sự nghiệp nhờ vào sự nỗ lực không ngừng và khả năng làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, với tinh thần không bao giờ chấp nhận dừng lại, họ vẫn muốn thử thách bản thân với những dự án hoặc ý tưởng mới.
Điều này giúp họ tiếp tục phát triển, nhưng cũng đòi hỏi sự khôn ngoan để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định lớn. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 là người bạn đời tận tụy và là người cha, người mẹ có trách nhiệm. Họ luôn sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ và chăm sóc gia đình. Dù mạnh mẽ, họ lại có tấm lòng bao dung, quan tâm đến cảm xúc và hạnh phúc của những người thân yêu. Sự trưởng thành và sâu sắc giúp họ có cái nhìn khách quan và xây dựng được sự cân bằng trong cuộc sống gia đình. Trong các mối quan hệ xã hội, người tuổi Giáp Dần rất chân thành và không thích giả tạo. Họ chọn bạn bè và đối tác một cách kỹ lưỡng, thường chỉ gắn bó lâu dài với những người họ tin tưởng tuyệt đối. Dù đôi lúc khó gần, nhưng khi đã trở thành bạn bè, họ rất trung thành và sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Đến tuổi 50, sức khỏe của người tuổi Giáp Dần cần được chú trọng hơn. Sau nhiều năm bận rộn với công việc và trách nhiệm gia đình, họ có thể cảm thấy sức khỏe không còn như trước. Đây là lúc họ nên ưu tiên cho việc giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thường xuyên và chăm sóc bản thân để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Việc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ và rèn luyện tinh thần cũng sẽ giúp họ cân bằng, giảm bớt căng thẳng. Người tuổi Giáp Dần thường có góc nhìn sâu sắc về cuộc đời bởi đã trải qua không ít thử thách và trưởng thành từ những biến cố. Họ hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng chính những khó khăn đã rèn giũa nên con người kiên cường và đầy nghị lực như họ. Với tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên, họ không ngừng tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn. Trong tháng 10 âm lịch năm nay, người tuổi Giáp Dần có thể sẽ gặp được những cơ hội mới trong công việc hoặc các mối quan hệ xã hội. Đây là thời điểm thích hợp để họ xem xét những dự định đã ấp ủ và mạnh dạn tiến lên với những kế hoạch mới. Dòng năng lượng tích cực trong tháng sẽ giúp họ thuận lợi và mở ra những cánh cửa mới cho tương lai. Tháng này cũng là thời gian để người tuổi Giáp Dần cân nhắc về việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Việc kết nối lại với người thân, chăm sóc bản thân và dành thời gian cho những hoạt động thư giãn sẽ mang lại cho họ sự an yên và động lực tích cực. Chúc người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 luôn vững vàng, đạt nhiều thành công mới và tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, thời lượng video còn lại của chúng ta sẽ dùng thời gian để luận giải về sự nghiệp, công việc, tài lộc, về sức khỏe và tình duyên gia đạo và 5 ngày cực xấu trong tháng 10 âm lịch. Còn ở phần cuối cùng còn lại, hãy cùng nhau lắng nghe lời Phật dạy để tu tâm dưỡng tính sao cho cuộc đời thanh tịnh hơn anh chị nhé. Vậy với những tính cách này sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự nghiệp tài lộc tuổi Giáp Dần tháng 10 âm lịch tới? Chiếu theo lời dụ ngôn nhận thấy, trong tháng 10 âm lịch năm 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có nhiều dấu hiệu thuận lợi và triển vọng tích cực nhờ sự chiếu mệnh của các cát tinh và ảnh hưởng từ lục hợp thái tuế. Tháng này, người tuổi Giáp Dần có được vận trình tổng quan khá suôn sẻ, đặc biệt sau khi đã vượt qua những khó khăn ở các tháng trước. Sự xuất hiện của các quý nhân và vận may hỗ trợ giúp tuổi Giáp Dần mở ra nhiều cơ hội để bứt phá, thể hiện năng lực cá nhân, từ đó nhận được sự tin tưởng của cấp trên và thậm chí là cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Về công việc, những chú hổ sẽ được giao nhiều trọng trách mới, đồng thời được tin tưởng để tham gia vào các dự án quan trọng. Điều này mang đến cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, nhưng cũng đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực cao độ. Chỉ những người kiên định với mục tiêu và chịu khó vượt qua áp lực mới có thể gặt hái thành công như mong muốn. Ngược lại, nếu dễ nản lòng, người tuổi Giáp Dần có thể bỏ lỡ những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Dù vận trình cát lợi, nguyệt lệnh lâm đất tử cũng nhắc nhở tuổi Giáp Dần về những rủi ro tiềm ẩn. Các thế lực ngầm hoặc những trở ngại bất ngờ từ môi trường xung quanh có thể làm chậm bước tiến của Giáp Dần và có thể phát sinh từ cả những yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Đây là lúc tuổi Giáp Dần cần duy trì sự cảnh giác, không chủ quan và không được lơ là trong công việc để tránh những sai lầm đáng tiếc. Về tài lộc, tháng này tuổi Giáp Dần có nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập. Nhờ các hợp đồng thuận lợi và sự suôn sẻ trong các giao dịch lớn nhỏ, người tuổi Giáp Dần dễ dàng kiếm tiền và cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Những ai kinh doanh buôn bán sẽ có một tháng bận rộn với các đơn hàng nhờ vào các mối quan hệ tốt, nhân duyên thuận lợi, giúp tăng doanh thu đáng kể. Dù vậy, bản mệnh cũng nên cẩn thận trong các quyết định đầu tư lớn để duy trì sự ổn định tài chính. Chuyện tình cảm của người tuổi Giáp Dần cũng có những chuyển biến tích cực. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ và mở rộng mối quan hệ. Vượng vận đào hoa giúp Giáp Dần có khả năng tìm thấy người đồng điệu về tâm hồn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tình cảm thăng hoa, có thể tính đến chuyện lâu dài, bền vững.
Đây là thời điểm thuận lợi để vun đắp và xây dựng mối quan hệ, tiến tới tương lai bền chặt. Xét tổng quân thì tháng 10 âm lịch là một thời kỳ cát lợi, hứa hẹn mang đến cho tuổi Giáp Dần những bước tiến về công việc, tài lộc và tình cảm. Tuy nhiên, việc giữ vững tinh thần cảnh giác, không lơ là trước các rủi ro tiềm ẩn sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và tận dụng tối đa các cơ hội tốt đẹp trong tháng này. Cụ thể về công việc sự nghiệp, xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp, tháng 10 âm năm 2024 là một tháng cát lành, đại lợi với phương diện sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần. Công việc của Giáp Dần diễn ra suôn sẻ hơn, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Tháng này, nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh, bản mệnh càng xông xáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Đầu tiên phải kể đến sự hỗ trợ của lục hợp thái tuế, Giáp Dần có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Chỉ cần Giáp Dần làm việc đúng quy trình, thứ tự, sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có các vận mà thôi. Cơ hội nhiều song đó cũng là áp lực khá lớn đối với những chú hổ. Lúc này người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Nhất là khi tháng này nguyệt lệnh lâm đất tử dự báo về những hung hiểm luôn rình rập, có thể khiến Giáp Dần gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản bước tiến, có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân. Vậy nên Giáp Dần đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình. Đặc biệt, Giáp Dần không nên sử dụng cảm tính để quyết định công việc, trong mọi trường hợp nên tỉnh táo tính toán thiệt hơn. Khi nào cần nói, khi nào cần im lặng thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thiên đức và chính quan xuất hiện sẽ giúp Giáp Dần xoay chuyển khó khăn, tháo gỡ bế tắc nhờ tài ứng biến linh hoạt, cộng thêm sự năng nổ, nhiệt tình của bản thân. Chỉ cần bạn có trách nhiệm và ý chí tiến thủ, đặt công việc lên hàng đầu, việc công trước, việc tư sau, không làm việc theo cảm hứng thì chắc chắn không lo tay trắng. Về tài lộc, tiền bạc, thầy tử vi cho biết, bước sang tháng 10 năm 2024 âm lịch tức tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn, vận trình tài lộc của tuổi Giáp Dần cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Lục hợp hỗ trợ để các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp, người làm công ăn lương nên tích tụ tài chính để chuẩn bị cho thời cơ thu tài về tay. Thầy tử vi nhấn mạnh, với vận khí đang lên như này, Giáp Dần hãy chớp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể. Tuy nhiên người tuổi Giáp Dần vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy mệnh chủ cũng cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Theo phi tinh tháng, Bát Bạch chủ tài tinh xuất hiện ở phương chính Tây. Nơi đây cần được dọn dẹp sạch sẽ, bố trí đồ đạc gọn gàng, tránh để đồ đạc bừa bãi hay bẩn thỉu sẽ khiến tài lộc tiêu tán. Nếu có vật nặng, gây tiếng ồn ào ở đó thì nên dịch chuyển sang vị trí khác, tránh việc cản trở tài khí vào nhà. Về sức khỏe, theo dõi tử vi tháng 10 âm năm 2024 nhận thấy, tình hình sức khỏe tuổi Giáp Dần trong tháng Ất Hợi duy trì ở mức ổn định. Dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai nhưng Giáp Dần luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sự thay đổi thời tiết cũng khiến Giáp Dần tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Trong tháng 10 âm này, ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể dục thể thao. Đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng phải tăng cường luyện tập. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, có mục tiêu để phát triển, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Theo phi tinh tháng, sao nhị hắc chủ ốm đau bệnh tật xuất hiện ở phương chính Bắc nhắc nhở bạn nên sắp xếp, dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ và gọn gàng ở khu vực này để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Về tình duyên gia đạo, xét về phương diện tình duyên,
thì theo tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Giáp Dần nhờ lục hợp che chở nên có nhiều chuyển biến tích cực, rực rỡ khoe sắc. Nhân duyên tốt đẹp, tình yêu đôi lứa rực rỡ mà gia đình cũng thuận hòa hạnh phúc. Đặc biệt, Giáp Dần luôn biết cách vun vén gia đình, lại hoạt bát lanh lợi nên đời sống hàng ngày luôn tràn đầy tiếng cười ấm áp. Dù giữa vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra xung đột, bất đồng nhưng bạn chủ động hòa giải hoặc tìm cách hâm nóng tình cảm để hạnh phúc luôn bền lâu. Người đang yêu đương thì lãng mạn, thấu hiểu cho nhau hơn, sự đồng điệu khiến hai người có thể giúp đỡ nhau, đồng tâm hiệp lực giải tỏa nỗi niềm. Đây có thể coi là giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu hai bạn, nên hoàn toàn có thể tính tới chuyện trăm năm. Mọi thứ đã thuận lợi thì nên nhanh chóng tiến hành. Người độc thân thì nhân duyên phơi phới, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình. Giáp Dần nên chủ động mở rộng các mối quan hệ cũng như mở rộng trái tim để dễ dàng đón nhận tình cảm, các mối nhân duyên tốt đẹp hơn, chấm dứt kiếp chăn đơn gối chiếu đeo bám. Tiếp theo sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi chi tiết, cũng như cẩm nang vượng vận từng tuần trong tháng 10 âm lịch năm 2024, cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cụ thể chi tiết như sau. Tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 10 âm lịch. Tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch mang đến cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nhiều may mắn và thuận lợi trên con đường sự nghiệp và tài lộc. Công việc trong tuần này diễn ra suôn sẻ, hanh thông nhờ ảnh hưởng của các cát tinh như Thiên Quý và Thiên Hỷ, tạo điều kiện thuận lợi để bạn phát huy năng lực, nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Tuần này có thể là thời điểm bạn nhận về những kết quả đáng mong đợi từ các dự án đã theo đuổi từ lâu, giúp nâng cao uy tín và mở rộng thêm con đường thăng tiến trong công việc. Tài lộc trong tuần đầu tháng 10 âm có dấu hiệu tăng tiến, nhờ sự hỗ trợ từ các sao tài lộc như Lộc Tồn và Thiên Tài. Bạn có thể nhận được những khoản thu nhập ngoài dự kiến từ các công việc phụ hoặc khoản đầu tư trước đó, mang lại niềm vui về mặt tiền bạc. Tuy nhiên, cần giữ vững tư duy quản lý tài chính và tránh các khoản chi tiêu không cần thiết, đảm bảo nguồn tài chính ổn định để duy trì sự phát triển lâu dài. Trong phong thủy, tuần này tuổi Giáp Dần sẽ nhận được nhiều lợi ích từ con số may mắn 3 và 7. Quý nhân phù trợ của bạn là những người tuổi Ngọ, giúp mang đến sự hỗ trợ và đồng hành trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với tuổi Thân, vì có thể họ sẽ mang đến vài trở ngại nhỏ trong quá trình làm việc hoặc giao tiếp. Tuần này, nếu biết tận dụng thời cơ, giữ vững tinh thần, tuổi Giáp Dần sẽ có một khởi đầu tháng mới đầy may mắn và thành công. Tuần 2, từ mùng 8 đến 14 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch, từ ngày 8 đến ngày 14, tiếp tục mang đến cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 những thuận lợi rõ nét trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên vẫn tồn tại những thử thách nhỏ đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo trong ứng xử. Nhờ các tinh Thiên Quý và Thái Âm soi chiếu, công việc của bạn diễn ra suôn sẻ, mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp, giúp gia tăng hiệu quả công việc và dễ dàng tiến tới mục tiêu đã đề ra. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn bắt đầu hoặc đẩy mạnh các kế hoạch mới, đặc biệt những dự án cần sự sáng tạo và đột phá. Những nỗ lực trong công việc sẽ nhanh chóng được ghi nhận, mở ra cơ hội thăng tiến đáng kể. Tuy nhiên, sao Bạch Hổ vẫn có thể tạo nên những trở ngại bất ngờ, vì vậy bạn cần sự cẩn trọng và không nên chủ quan trong mọi tình huống. Tài lộc trong tuần này vẫn tiếp tục giữ đà phát triển tích cực. Các nguồn thu có xu hướng ổn định và thậm chí có phần khởi sắc nhờ các sao tài lộc chiếu mệnh như Thiên Tài và Hữu Bực. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn nắm bắt cơ hội đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, vì khả năng thành công khá cao. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tài chính, cần thận trọng với các rủi ro tiềm ẩn, tránh đầu tư quá mạo hiểm hoặc chi tiêu lãng phí. Các khoản thu nhập từ công việc chính cũng như phụ đều hứa hẹn sẽ mang đến nguồn tiền dồi dào, giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính của bạn trong thời gian tới. Gia đạo trong tuần này vẫn duy trì sự hài hòa, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Dù bận rộn với công việc nhưng bạn vẫn dành thời gian để chia sẻ và chăm sóc những người thân yêu, tạo nên sự ấm áp trong tổ ấm. Về sức khỏe, tuổi Giáp Dần nên chú ý đến việc duy trì chế độ nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức để không ảnh hưởng tới thể lực. Trong yếu tố phong thủy, tuần này, con số may mắn là 4 và 9. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tuất, mang đến sự hỗ trợ và đồng hành đáng tin cậy. Tuy nhiên, cần lưu ý với người tuổi Tỵ, vì có thể tạo ra vài khó khăn trong quá trình làm việc hoặc kinh doanh. Sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy hợp mệnh, chẳng hạn như đồ vật màu xanh dương hoặc xanh lá,
sẽ giúp gia tăng may mắn và xua tan năng lượng tiêu cực. Tuần này, nếu nắm bắt cơ hội đúng lúc và giữ tinh thần ổn định, tuổi Giáp Dần sẽ có thêm nhiều bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp và tài lộc của mình. Tuần 3, từ 15 đến 22 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch, từ ngày 15 đến ngày 22, hứa hẹn sẽ là một giai đoạn đầy khởi sắc với nhiều điểm sáng cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Vận trình sự nghiệp trong tuần này tiếp tục đà phát triển thuận lợi, đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhờ sự hỗ trợ của các sao tốt như Thiên Đức và Lộc Tồn. Đây là thời điểm bạn có thể gặt hái thành quả từ những nỗ lực trong quá khứ, những kế hoạch đã được đầu tư công sức sẽ có bước tiến vượt bậc. Ngoài ra, các dự án mới, các mục tiêu tham vọng hơn cũng có khả năng thành công cao nhờ sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của sao Tiểu Hao, bạn cần cẩn trọng trong việc quản lý công việc để tránh sai sót nhỏ nhặt, nhất là các chi tiết có liên quan đến tài chính và quản trị. Tài lộc trong tuần này có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Nhờ sự phù trợ của các tinh tài bạch, cơ hội thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau đến khá bất ngờ. Bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư hoặc nguồn thu phụ. Cơ hội phát tài đến từ những công việc liên quan đến hợp tác, kinh doanh hoặc các dự án bên lề. Tuy nhiên, sao Tiểu Hao cũng có thể gây ra vài khoản chi phí phát sinh, vì thế cần thận trọng trong chi tiêu và tránh những quyết định tài chính mang tính rủi ro cao. Nếu biết kiểm soát tài chính tốt và tập trung vào các khoản đầu tư tiềm năng, bạn sẽ đạt được nguồn thu nhập ổn định và tích cực. Gia đạo trong tuần duy trì sự êm ấm và hài hòa. Các thành viên trong gia đình luôn ủng hộ và chia sẻ niềm vui thành công của bạn, góp phần tạo nên tinh thần phấn khởi và lạc quan. Dù bận rộn với công việc, bạn vẫn nên dành thời gian để vun vén hạnh phúc gia đình, duy trì sự kết nối tình cảm với những người thân yêu. Về sức khỏe, tuổi Giáp Dần cần lưu ý bảo vệ sức khỏe trước những căng thẳng công việc, tránh làm việc quá sức để không ảnh hưởng đến thể lực và tinh thần. Nên duy trì một chế độ sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ giấc và tập luyện thể dục nhẹ nhàng. Phong thủy tuần này cho thấy con số may mắn là 5 và 8, giúp gia tăng năng lượng tích cực và mang lại nhiều may mắn trong sự nghiệp. Tuổi Ngọ là quý nhân phù trợ cho bạn trong tuần này, góp phần tạo ra nhiều cơ hội phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với người tuổi Mão, bởi họ có thể là tiểu nhân gây ra những khó khăn không đáng có trong công việc và tài lộc. Để gia tăng may mắn, bạn nên sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy hợp mệnh như đá thạch anh tím hoặc xanh dương, giúp tăng cường năng lượng tích cực, thúc đẩy vận khí hanh thông. Tuần này, nếu biết cân bằng giữa công việc và tài chính, tuổi Giáp Dần sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn, mở ra một giai đoạn phát triển rực rỡ trong sự nghiệp và tài lộc của mình. Tuần 4, từ 23 âm lịch cho đến hết tháng. Tuần cuối của tháng 10 âm lịch, từ ngày 23 đến hết tháng, hứa hẹn là một giai đoạn đầy khởi sắc và triển vọng cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Về phương diện sự nghiệp, đây là thời điểm bạn có thể nhận thấy mọi việc diễn ra theo chiều hướng rất thuận lợi và suôn sẻ. Sự xuất hiện của các tinh Thiên Hỷ và Thiên Quan giúp bạn không chỉ vượt qua các khó khăn trước đó mà còn mở ra các cơ hội lớn để bứt phá, đặc biệt trong những dự án quan trọng hoặc khi đón nhận những trọng trách mới. Nếu biết tận dụng thời điểm này để phát huy thế mạnh cá nhân, bạn hoàn toàn có thể đạt được thành tựu đáng kể, thậm chí tạo nền tảng cho các bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn cũng cần giữ sự cẩn trọng, đặc biệt là trong các quyết định chiến lược, để tránh xảy ra sơ suất không đáng có khi các chi tiết nhỏ vẫn có thể tạo ra các thách thức tiềm ẩn. Về tài lộc, tuần này mang đến những vận may đáng kể, đặc biệt là từ những khoản thu nhập ngoài dự kiến. Nhờ sự giúp đỡ của các sao tốt như Tài Bạch và Hỷ Thần, tuổi Giáp Dần có thể nhận được các nguồn thu nhập từ các dự án đầu tư hoặc các công việc bên lề. Nếu có ý định kinh doanh, bạn cũng có cơ hội khởi đầu tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực tài chính hoặc đầu tư bất động sản. Dù sao, với sự ảnh hưởng của sao Tiểu Hao, cần kiểm soát chi tiêu một cách hợp lý để tránh những tổn thất không cần thiết. Đây là thời điểm tốt để bạn củng cố nền tài chính cá nhân, mở rộng đầu tư, nhưng nên cẩn thận và tránh quá mạo hiểm. Gia đạo trong tuần cuối tháng này khá ổn định và hài hòa. Sự thành công trong công việc và tài chính của bạn có thể mang lại niềm vui cho gia đình và tạo không khí phấn khởi, gắn kết hơn giữa các thành viên. Đây cũng là thời gian thích hợp để bạn dành thêm thời gian cho gia đình, tổ chức các hoạt động hoặc bữa ăn ấm cúng để thể hiện sự quan tâm. Sức khỏe của bạn tuần này không có nhiều biến động đáng lo ngại. Tuy nhiên, với khối lượng công việc tăng lên, cần chú ý bảo vệ sức khỏe và không nên để áp lực công việc ảnh hưởng đến thể lực.
việc duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ và thực hiện các bài tập thể dục đều đặn sẽ giúp bạn có sức khỏe tốt để đạt được mục tiêu trong tuần. Về phong thủy, tuần này, các con số may mắn là 1 và 7, có thể hỗ trợ tốt cho vận trình của bạn. Tuổi Dậu là quý nhân trong tuần, mang đến sự tương trợ về công việc và các cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, cần lưu ý với người tuổi Mùi, có thể họ sẽ mang đến một số khó khăn hoặc cản trở trong các dự án chung hoặc công việc cần sự phối hợp. Để tăng cường may mắn, nên sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp như đá mắt hổ hoặc thạch anh trắng, giúp tăng cường tinh thần lạc quan và thu hút năng lượng tích cực. Nhìn chung, tuần cuối tháng này hứa hẹn là giai đoạn cực kỳ thuận lợi cho tuổi Giáp Dần. Nếu biết tận dụng thời cơ và cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định quan trọng, bạn hoàn toàn có thể đạt được những thành tựu đáng mong đợi, mở ra một tương lai phát triển rực rỡ hơn. Thưa quý anh chị Giáp Dần 1974 thân mến, từ xưa, tổ tiên chúng ta đã rất coi trọng việc xem ngày tốt xấu, ngày hoàng đạo, đến ngày nay nó vẫn giữ vai trò nhất định. Khi quyết định thực hiện một việc trọng đại nào đó như sửa nhà, cưới hỏi, xuất hành, khai trương, làm việc đại sự, hay chỉ đơn giản là xem ngày tốt, sẽ giúp chúng ta có nhiều may mắn thuận lợi hơn, làm gì cũng thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào chọn ngày tốt mà không quan tâm đến những ngày xấu, có thể gây ra rủi ro, thậm chí khi chọn sai, thì có thể dẫn tới phá tài, hao tán tiền của mất sạch. Ngày sau đây, Tài Lộc TV sẽ chia sẻ tới quý anh chị 5 ngày cực xấu trong tháng 10 âm lịch để quý bản mệnh Giáp Dần tránh được những ngày xấu và chọn được những ngày đẹp nhất để thực hiện công việc của mình, quý anh chị nhé. 1. Dương lịch thứ 3, ngày 5 tháng 11 năm 2024. Âm lịch ngày 5 tháng 10 năm 2024 tức ngày Quý Dậu, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, phi ma sát, tài sát, kỵ giá thú nhập trạch. Chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương. Sát chủ, xấu mọi việc. Lỗ ban sát, kỵ khởi công, động thổ. Ngày 5 tháng 11 năm 2024 là ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Ngày 5 tháng 11 năm 2024 là ngày nguyệt kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt, nửa là đi buôn. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Kiên cử, khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng tây nam. Giờ xuất hành cần tránh, 1 đến 3 giờ 13 đến 15 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về, mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ, miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 3 đến 5 giờ 15 đến 17 giờ, xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 7 đến 9 giờ 19 đến 21 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thư thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. 2. Dương lịch, thứ 5, ngày 7 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 7 tháng 10 năm 2024 tức ngày Ất Hợi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn, nhân thần. Ngày 7 tháng 11 năm 2024 dương lịch là ngày can Ất không trị bệnh ở hầu. Ngày 7 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Sao xấu, thổ phủ, kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ.
Thiên ôn, kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Lục bất thành, xấu đối với xây dựng. Thần cách, kỵ tế tự. Ngũ quỷ, kỵ xuất hành. Cửu không, kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương. Lôi công, xấu với xây dựng nhà cửa. Nguyệt hình, xấu mọi việc. Kiên cử, chôn cất, tu bổ phần mộ, đóng thọ đường. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng tây nam. Giờ xuất hành cần tránh, 11 đến 13 giờ 23 đến 1 giờ. Xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 3 đến 5 giờ 15 đến 17 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thưa thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. 9 đến 11 giờ 21 đến 23 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về, mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ. Miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 3. Dương lịch, thứ 6, ngày 15 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 15 tháng 10 năm 2024 tức ngày Quý Mùi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, vãn vong, thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Cô thần, xấu với cưới hỏi. Kiên cử, chôn cất bị trùng tan. Cưới gã e rằng phòng không giá lạnh. Tranh đấu kiện tụng lâm bại. Khởi dựng nhà cửa thì con đầu dễ gặp nạn. 10 hoặc 100 ngày sau thì gặp họa, rồi dần dần tiêu hết ruộng đất, nếu làm quan bị cách chức. Sao can thuộc thất sát tinh, sinh con nhằm ngày này ắt khó nuôi, nên lấy tên của sao mà đặt cho nó thì yên lành. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng tây bắc. Giờ xuất hành nên tránh, 11 đến 13 giờ, 23 đến 1 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. 5 đến 7 giờ, 17 đến 19 giờ, lưu niên, xấu. 19 đến 21 giờ, xích khẩu, xấu. 4. Dương lịch, thứ 2, ngày 18 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 18 tháng 10 năm 2024 tức ngày Bính Tuất, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, hoang vu, xấu mọi việc. Nguyệt hư, nguyệt sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng. Tứ thời cô quả, kỵ cưới hỏi. Quỷ khóc, xấu với tế tự, an táng. Kiên cử, khởi công tạo tác việc gì cũng không khỏi hại, nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng tây bắc. Giờ xuất hành nên tránh, 11 đến 13 giờ, 23 đến 1 giờ, lưu niên, xấu, 13 đến 15 giờ, xích khẩu, xấu, 5 đến 7 giờ, 17 đến 19 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. 5. Dương lịch, thứ 4, ngày 27 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 27 tháng 10 năm 2024 tức ngày Ất Mùi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, vãn vong, thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Cô thần, xấu với cưới hỏi. Giờ xuất hành nên tránh, 11 đến 13 giờ, 23 đến 1 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. 5 đến 7 giờ, 17 đến 19 giờ, lưu niên, xấu. 19 đến 21 giờ, xích khẩu, xấu. Quý vị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, đây là hai hành vi làm tổn phước nặng nhất, đến Đức Phật cũng không thể tha thứ. Phúc đức như tiền gửi trong ngân hàng, nếu bạn chỉ rút tiền mà không gửi tiền, bạn sẽ hao hụt,
cùng xem hành vi làm tổn phước nhiều nhất là gì nhé. 1. Bất hiếu với cha mẹ. Bố mẹ còn có thể sống thêm bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm mới có thể làm tròn chữ hiếu? Tục ngữ có câu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng đợi. Bây giờ bạn đã hiểu đạo hiếu thì nên thể hiện lương tâm, đền đáp tấm lòng của cha mẹ, kịp thời thực hiện đạo hiếu để đền bù tội bất hiếu trong quá khứ. Đối với những người có cha mẹ đã qua đời, hãy mau chóng làm tròn đạo hiếu bằng cách yêu thương và kính trọng những người và những thứ mà cha mẹ mình yêu mến trước khi họ còn sống để an ủi linh hồn cha mẹ họ trên thiên đàng. Do sự quan tâm thái quá của cha mẹ đã trở thành gánh nặng tinh thần cho con cái, dẫn đến xã hội ngày càng có nhiều người già neo đơn, không ai chăm sóc suốt đời, ốm đau bệnh tật cũng không ai chăm sóc. Có người ở với cha mẹ, vì cha mẹ nằm liệt giường đã lâu nên cũng trở thành những người con bất hiếu hay mắng chửi cho rằng cha mẹ phiền hà mà không nghĩ đến công ơn cha mẹ bao năm qua. Nghiêm trọng hơn, một số không vâng lời cha mẹ, ngược đãi, đánh đập, thậm chí là sát hại cha mẹ khi họ không làm theo ý mình, vi phạm đạo đức và phạm nhiều tội ác. Nếu bạn hung bạo, bất kính với cha mẹ, ức hiếp người tốt, bất kính với thầy cô giáo sẽ thường gặp bệnh tật, trầm cảm, tù tội. Đức Phật dạy, hiếu thảo với cha mẹ là phước điền lớn nhất trên đời. Nếu có thể hiếu thuận với cha mẹ và kính trọng thầy cô, cung kính tam bảo, không cần cầu nguyện khắp nơi cũng có thể được phước lành. Hiếu thảo với cha mẹ là phước điền lớn nhất trên đời. Bất hiếu với cha mẹ là hành vi làm tổn phước nhiều nhất, học Phật hay làm các loại công đức đều vô nghĩa. Cha là trời, mẹ là đất, bất hiếu với cha mẹ là bất kính với trời đất. Ai không hiếu thảo với cha mẹ thì bị coi là vô dụng. Cho dù phát tài phát lộc hay gặp may thì cũng chỉ là tạm thời, có ngày sẽ xuống dốc. Không vâng lời cha mẹ là không đạt được gì và phải chịu khổ sở cả đời. Bạn nên tích phúc cho mình, chớ làm chuyện trái lương tâm, trái đạo đức, nhất là bất hiếu, chuốc họa vào thân. 2. Ngoại tình. Ngoại tình là gì? Mọi quan hệ nam nữ không được luật pháp quốc gia hay đạo đức xã hội thừa nhận đều được gọi là ngoại tình. Chẳng hạn như ăn trái cấm, chung sống như vợ chồng, tình một đêm, ngoại tình. Những hành vi này nên bị luật pháp hạn chế và bị nhân quả trừng phạt. Tà dâm là sự bất kính và chà đạp lên chính mình và người khác, là hành vi làm tổn phước nhiều nhất, là sự chán ghét mọi công đức, hay tự cho mình phần thưởng của sự bất kính theo ý mình. Do đó, quả báo của tội ngoại tình vô cùng bi thảm. Trong cuộc sống này, bạn sẽ cảm thấy mình hay gặp xui xẻo, lãng phí tiền bạc, bị ức hiếp, gia đình bất hòa, hôn nhân rắc rối, công việc rắc rối, mê muội, tự ti, sợ hãi, thậm chí bệnh tật, cái chết. Quả báo của tội ngoại tình trên đời này, bạn phải cẩn thận. Người phạm tội ngoại tình thì sức khỏe ngày càng sa sút, thường xuyên bị cảm lạnh, ù tai, mắt mờ, miệng lưỡi lở loét, đau lưng mỏi chân, nghẹt mũi, thiếu sức sống, chóng mặt, luôn phải ngủ ngày. Trong cuộc sống, nhan sắc của bạn sẽ ngày càng xấu đi, thiếu sức sống tươi trẻ, chức năng não bị tổn thương nghiêm trọng sẽ dẫn đến trí nhớ và khả năng học tập giảm sút rõ rệt. Nam giới mà đào hoa hay lừa tình lâu dần sẽ cư xử mất tự nhiên và ngại ngùng với các bạn gái, khó giao tiếp với người khác phái, khó thỏa mãn trong chuyện chăn gối, mọi mặt nói chung sẽ không suôn sẻ, nó sẽ làm tổn hại rất lớn đến phước lành của chính họ. Hầu hết những kẻ ngoại tình cuối cùng sẽ trở nên tầm thường và nghèo khó. Những người ngoại tình tương đương với việc tự tử từ từ. Những người phạm tội ngoại tình giống như một cái phễu lớn, công đức tích lũy nhanh chóng bị mất đi, cuộc sống sẽ không có nhiều kết quả tốt. Một người đàn ông từng công nhận mình đã từng có thói quen ngoại tình và thích xem nội dung khiêu dâm trên các trang web xấu. Anh ta phát hiện ra rằng mỗi lần ngoại tình phải tiêu tốn những khoản tiền không cần thiết và cảm thấy tồi tệ, không nhận được sự tôn trọng của người khác, làm việc chăm chỉ nhưng không nhận được sự chấp thuận của người khác. Ở đây, anh ấy muốn cảnh báo những người hay xem các trang web xấu hay ngoại tình sẽ ảnh hưởng đến vận may, tài lộc và sự nghiệp. Hy vọng rằng những người bạn còn tâm lý nông nổi sẽ sớm sửa đổi bản thân, đừng để bản thân chìm đắm lần nữa, phung phí phước đức hết lần này đến lần khác, khiến sự nghiệp tụt dốc, cuộc sống khó khăn. Cảm ơn quý vị mệnh chủ đã dành thời gian lắng nghe đến hết luận giải ngày hôm nay. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.